Ôi, xin chào mọi người. Hôm nay rỗi rãi thế lại đi xem xe cộ tí nhỉ. Hôm nay cho mọi người xem con Mini ba cửa. Con này là hãng xe của anh nhưng bây giờ cũng sáp nhập vào BMW. Con này đang được bán khoảng 1 triệu 9 rúp. Đấy, tương đương tầm khoảng cỡ 30 nghìn. Con này thì có màu xanh và màu trắng khá đẹp. Đầu của nó, hai cái đèn của nó khá giống Porsche. Đấy, đây là logo Mini Cooper này. Con này thì ở Việt Nam mình khá ít, gần như là không thấy. Đấy, Mini ba cửa, hai cửa bên cạnh và cửa đằng phía sau cốp. Đây là lưới tản nhiệt của nó toàn là plastic thôi. Đấy, có một cái vòng là cái vành chrome này. Con này nhìn khá nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn đẹp lắm, ở ngoài nhìn khá đẹp. Nó là thương hiệu của anh nhưng mà cũng bị ông BMW ông thâu tóm mất. Đây, chúng ta nhìn quả đèn của nó đây, giống hệt Porsche. Đèn đóm của nó thì cũng ngon lành lắm, cũng là đèn mình tự nhiên lâu lâu ngày không không đi xem xe này quên mất cái quả đèn của nó là đèn đèn LED các bạn nhé. Nhìn đẹp nhỉ, gọn gàng thế. Con này thì mình ấn tượng nhất là quả đầu thôi. Lúc đầu mình tưởng là Porsche cơ. Sao nhìn vào bảo không phải. Không phải. Sao Porsche bé thế? Hóa ra là ông Mini Cooper. Trước mình quay được ở một con là Mini Cooper nó cũng bị tai nạn. Húc vào giải phân cách, va chạm húc vào giải phân cách bung ở đầu ra. Bung hết động cơ ra nhưng mà người không vấn đề gì các bạn, an toàn, chứng tỏ là cái độ an toàn của nó khá tốt. Đấy, quả đèn LED này các thứ vân vân nhìn đẹp các bạn nhỉ. Mình không phải là review chuyên nghiệp nên là mình quay mình để cho mọi người xem thấy nó lạ thì quay thôi các bạn nhé. Các bạn đừng đừng ném đá nhá. Đây là rồi, chúng ta xem một chút cái nắp capo màu xanh rất là đẹp. Bây giờ xuống xem cái vành của nó xem. Sơn nào, P17, tức là con này sử dụng mâm 17 này. Đấy, kích thước là 265. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là quả xi nhan của nó nhé. Về cơ bản thì nó cũng khá nhiều nhựa nhưng mà nhựa của nó là nhựa xịn các bạn ơi. Đấy, quả gương có ngay logo của cờ của Anh đúng không ạ? Đặc trưng luôn của đất nước. Nhìn rất là tròn trịa nhưng cũng khá to đấy. Nhìn to thế này thôi nhưng mà nếu các bạn nhìn xa nhìn tổng thể nó khá là khớp với cả cái kích thước của xe. Còn đây là cái tay nắm cửa này thì cũng được, không phải là chrome đâu các bạn ạ. Đấy, nhưng mà nhìn nó rất là bóng bẩy. Con này thì nó dài khoảng 3,8 m, rộng khoảng 1,7 m, cao khoảng 1,41 m. Chiều dài cơ bản là 2,49 m, còn cái khoảng sáng gầm xe thì đâu đó tầm khoảng 125 cm. Đây là phía sau của em nó. Phía sau các bạn ở đấy, các bạn có thể thấy chữ Cooper. Quả đèn, cứ đèn của ông này lúc nào cũng có cái cờ của Anh các bạn nhỉ. Các bạn thấy chứ. Đấy là định vị thương hiệu luôn đấy, định vị thương hiệu và đất nước sản xuất luôn đấy. Việt Nam mình bây giờ có VinFast, nhìn chữ V phát là ra ngay. Còn đây thì ông này ông chơi luôn được cái logo phía sau. Đấy, chúng ta thấy phía sau của nó khá bành bành, nó nhìn đẹp lắm. Chữ Mini tôi thử xem nào. Đó, nghịch nghịch xem nào, tí xem nào, mở cái cốp cái thôi được. Để tí nữa đi, để tí nữa mở 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 sau vậy. Giờ đi nghịch tranh thủ vào nghịch ngợm một chút. Con này là nó cũng là có cái hộp số tự động và hộp số 6 cấp. Cái dẫn động của nó là dẫn động cầu trước. Mình đang tìm một số thông tin để cho mọi người xem. Con này công suất của nó là khoảng 1,5 và xin lỗi, dung tích là 1,5 và công suất khoảng 136 mã lực. Có thể tăng tốc từ 0 đến 100 nó khoảng 7,8 giây. Tốc độ tối đa của ông này là khoảng 210 km/h. Wow. Tiêu thụ nhiên liệu thì tiêu thụ chung nó khoảng tầm 4,8 lít. Trong thành phố nó khoảng 6 lít và ngoài thành phố nó khoảng 4,1 lít. Xăng thì xăng benzin 95.
Rồi bây giờ chúng ta quan sát, tôi mở cửa tôi nghịch vào một trong một chút này. Đây là cái cánh cửa này, nó ở trong thiết kế cũng gọn gàng. Đấy, cái tay mở cửa đây này, nó chỉ là bằng nhôm thôi. Còn lại thì ở trong rất nhiều là plastic. Còn đây là hệ thống loa của nó, nhỏ nhắn, xinh xắn. Da ở đây thì nó cũng, nó không phải là hoàn toàn là da, nó là nhựa sần đấy. Nhìn cũng được, nhìn sờ vào ráp tay lắm, nhìn sờ vào cũng khá ổn đấy, chứ không phải là loại nhựa rẻ tiền. Đây là phía trong ghế trước. Mình cũng nay mới lần đầu tiên nhìn đến, không rõ lắm là ghế này nó có thế nào. Để mình thử nghịch xem nào. Ôi chà, cái này là chơi hết bằng cơ, nâng hạ ghế các thứ vân vân là chơi cơ hết, dùng tay các bạn ơi. Nên là anh em mà lên xe này mà muốn nghịch ngợm thì nhớ nó phải phải ăn uống nó là khỏe, mà không nó không có sức để nâng lên đâu. Chúng ta quan sát thêm một tí nữa cái cửa này, để sau đó là chúng ta sẽ ngồi về trong xe chúng ta nghịch. Đây là quả điêu hoa. Con này thì nó có 3 cửa và 5 chỗ. Đấy. Nếu mà muốn xuống cái chỗ dưới là phải chui qua cái cửa phía trên, xong nó hạ ghế xuống mới xuống được. Bảng tablo đây thì cũng nhiều plastic với cả nhôm với cả nhựa sần thôi. Bởi vì 1 triệu 9 rúp khoảng tầm 30.000 đô thì đâu đó nó cũng không phải là quá ghê gớm gì cả. Bởi vậy nên là nó được trang bị những cái nó cơ bản. Đây là hộc để đồ ở ghế trước đây. Xem tôi xem đây là cái gì. Avilon BMW, các bạn thấy chưa? Avilon này là cũng là một trong những cái trung tâm về ô tô của Nga đấy. Rất là lớn, nó có những cái khu mà chứa đựng ở đó rất là nhiều hãng xe. Một cái khu Avilon mà mình đến ở Moscow chơi là tầm khoảng gần 20 hãng xe. Nhiều lắm. Ngồi thì khá thoải mái, mình đang ngồi thử đây. Khá thoải mái, nhưng bực cái là phải kéo ghế bằng cơ thôi. Vô lăng thì cũng là nhựa, vì các cái phần trên vô lăng là nhựa hết. Chỉ có một chút cái phần màu trắng, cái logo Mini Cooper này thì bằng nhôm. Đấy, còn lại thì không có gì là đáng bàn cả. Còn mấy cái nút rảnh tay này bên cạnh thì các bạn biết rồi, thì mình không có đi sâu vào chức năng của nó, các bạn đều biết hết rồi. Muốn cho các bạn xem qua một chút xem nội thất ở trong nó có cái gì thôi. Bởi vì nó là một con xe cỡ nhỏ mà, và giá rẻ. Còn đây là cái mà các bạn có thể để điện thoại, các bạn có thể quay phim, quan sát gì đó vân vân. Còn đây là đồng hồ hiển thị tốc độ và nhiên liệu. Màn hình giải trí của xe cũng tròn trịa luôn, chứ không có cái hình vuông hoặc hình như là những cái xe khác. Các cái nút như là điều hòa này, nút tăng giảm âm lượng giải trí này vân vân, cũng không có cái quá nhiều những cái nút chức năng khác, nó chỉ trang bị những nút chức năng cơ bản thôi. Đây là hộp số tự động 6 cấp. Cũng tròn trịa, các bạn có thể thấy là những cái chỗ mà nó để nút hoặc là để những cái cốc kiếc đều là hình tròn hết. Gần như là không thấy một cái hình gọi là hình vuông, hình hộp nào cả các bạn nhé. Kia là phanh tay. Đó, phanh tay nhìn cũng gọn gàng. Chúng ta chỉ có một cái hộc, cái bệ tì tay ấy, nó cũng nhỏ nhắn. Cái này thì có thể kéo lên để tạo sự thoải mái cho chúng ta. Không chả có cái gì cả. Da ghế các thứ thì ở phía trong cũng có kết hợp với da tổng hợp và nỉ. Còn đây là tôi đang thử đi chân chỗ phanh và ga với cả cái côn. Cũng được gọn gàng. Đó, tôi thử mấy cái là đạp đi các thứ là cũng ngon lành, không có vấn đề gì cả. Vấn đề lớn nhất là mình có tiền để mua hay không thôi. Sờ vào vô lăng các thứ cũng sướng tay ghê đấy. Nếu mà có tìm mà vần mà mua mà vần thì cũng thích nữa. À, còn đây là cái chỗ để mình chỉnh cái độ
cao thấp của cái vô lăng của mình có thể chỉnh theo cái góc độ phù hợp nhất với mình trong quá trình mà mình vận hành xe. Đó, đây là cái lẫy của nó. Mình kéo lẫy xuống cái là mình điều chỉnh lên xuống vân vân ngon lành. Cũng khá đơn giản. Đây đây, cái phần này là mình thử này. Nói chung là mọi cái ổn, nhưng mà về cái phần này thì thấy nó không sướng lắm, bởi vì cái điều chỉnh ghế của nó là bằng cơ. Đấy, cho nên là lúc nào mà mỏi mỏi xong là điều chỉnh lên xuống mà toát hết cả mồ hôi thì cũng chán nhỉ. Nên là gương soi sáng suốt. Đó, gương này thì không có đèn. Mở lên bình thường thì không có đèn. Đó, phía sau các bạn có thể thấy một chiếc Mini Cooper màu vàng khá đẹp. Đây là hệ thống đèn phía trước của nó. Ấn mãi chả lên, à đấy lên rồi đấy. Những cái trang bị đơn giản nhất đều có thôi, chúng không có trang bị gì nó là lạ một tí. Chất liệu thì nó cũng không phải là loại rẻ tiền, nhưng mà không quá đắt đỏ. Đèn thì với cơ bản nó cũng ổn, sáng đủ dùng, nói thế là đủ dùng thôi. Còn đây là phía ngoài đây, chúng ta xem một chút phía sau xe của nó. Tổng thể nó chỉ có như vậy, phía trong ở phía dưới thì có ba ghế nữa thôi, đóng cửa cũng nhẹ nhàng gọn gàng. Phần này đi khá đầm ấy. Còn đây là cốp sau đây. Cốp sau thì chúng ta mở bằng điện. Nhé, dung tích của nó là 211 lít. Ở phía dưới đây thì có một số cái đồ nghề, để đồ cá nhân để có thể sửa chữa một số cái tình huống mà chúng ta cần phải khắc phục nó, vân vân. Đấy. Đây các bạn có thể thấy nhá, nó cái cốp sau nó 211 lít, nó khá bé đấy, không nhiều, bởi vì nó là xe nhỏ mà, xe cỡ nhỏ mà. Mở thì mở bằng cốp điện. Nhưng mà đóng thì là phải đóng bằng tay các bạn nhá, chứ không phải là đóng bằng điện đâu, đóng bằng tay. Đó. Bình nhiên liệu mở ra đóng lại cũng dễ dàng. Con này thì có thể chứa được khoảng 40 lít nhiên liệu. Đấy, ở trong nó có ghi thông số là các loại xăng nào mà các bạn có thể dùng trên xe đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta đã nghịch ngợm xem qua một chút con Mini Cooper 3 cửa. Bây giờ thì ghé thăm thêm một tí tẹo ở cái gian hàng những cái đồ phụ tùng của nó. Đấy, chúng ta thấy vô lăng này. Đấy, nhãn hiệu John Cooper. Chúng ta có thể thấy thêm ở đây là hệ thống đèn đóm, logo, vân vân. Khá là nhiều. Đây thì mình chưa thấy cái giá nó đề là khoảng bao nhiêu, nhưng chắc là phải có giá cho người ta xem. Đó, thành chắn có cái logo của nó. À đây, giá đây 1250 rúp, 4590 rúp. Cứ 60 rúp thì là 1 đô. Đấy, các bạn cứ lấy cái đấy chia ra thì nó sẽ được. Đây là quả bánh xe. Mâm xe nhìn đẹp thế nhỉ. Màu sắc sặc sỡ gớm. Khá là nét đấy. Ở đây thì chúng ta có cái thông số về giá cả. 101.000 rúp cho một chiếc. 4 cái là nhân 4 lên là các bạn phải tiêu thụ khoảng 400.000 rúp cho 4 cái. Ở đây 5 cái. Bây giờ chúng ta quan sát lại lần nữa tổng thể chiếc xe nhá. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ và nhớ đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận những video tiếp theo của mình nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại.